Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng vô vi, khiến cho chúng sinh tin hiểu lại càng hiếm có hơn. Này Xá Lợi Phất, Như Lai đã giảng nói các pháp là không có tánh, là không, đều không thực có, tất cả thế gian rất khó tin hiểu. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, vì pháp ấy là không có tướng. Xa hà các tướng, không có niệm, xa lìa các niệm, không nhận lấy, không xả bỏ, không hí luận, không não hại, không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, không phải đất liền, chẳng phải ngu si, chẳng phải sáng suốt. Dùng vô lượng trí tuệ mới có thể biết được, chẳng phải dùng tư duy hạn hẹp để có thể biết được. Vì đây là pháp không hành, không tưởng, không não hại, không có ý niệm vượt qua các niệm, không có tâm vượt hơn các tâm, không hướng theo, không chối bỏ, không trói buộc, không giải thoát, không vọng, không phải pháp vọng, không ngu si, không có pháp ngu si, không có lưới nghi ngờ, không có danh tự, không có lời nói, không có thuyết giảng, không có thuyết giảng, không phải tận cùng, không tận cùng, không có hành, không có tướng hành hóa, không có giác ngộ, không có kết quả của giác ngộ, không có xa lìa, vượt hơn những sự xa lìa, không có tư duy, không có kẻ thân người sơ, không lấy, không bỏ, không thủ đắc, không thể nắm bắt, trừ các vướng mắc, trừ bỏ tham lam, giận dữ, si mê, chẳng phải chân thật, chẳng phải hư vọng, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải minh, chẳng phải vô minh, chẳng phải tối tâm, chẳng phải chiếu sáng, không ở trong tâm, không có tánh, tánh vốn là không, có thể hàng phục các ma, chế ngự phiền não, chế ngự năm ấm, chế ngự 12 nhập, chế ngự 18 giới, chế ngự về sự giảng nói có năm ấm, giảng nói có 12 nhập, giảng nói có 18 giới, chế ngự về sự giảng nói có chúng sinh, giảng nói có người, có tuổi thọ, có mạng sống, thuyết giảng về sự có, giảng giải về sự không, hàng phục tất cả những thứ tà hạnh. Này Xá Lợi Phất, ta đã giảng nói thánh pháp này có thể hàng phục tất cả chúng sinh tham chấp, cho đến nói có các pháp không tin thích các pháp như thật tướng trái với pháp của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, nó có chúng sinh nói có ngã, có nhân, có chúng sinh, có đoạn diệt, có thường, nói có, nói không. Giả nói các pháp nói về giả danh, nói về biên vật đều là trái với Phật, là cùng tranh luận với Phật. Này Xá Lợi Phất, cho đến đối với pháp dù chỉ một ít tính toán thủ đắc đều là tranh luận với Phật. Người tranh luận với Phật đều đi theo đường tà, chẳng phải là đệ tử của Như Lai. Nếu không phải là đệ tử của Như Lai thì là không thuận hợp với Niết Bàn, là tranh luận với Phật, tranh luận với Pháp, tranh luận với Tăng. Này Xá Lợi Phất, những người có kiến chấp như vậy ta không chấp nhận vào hàng xuất gia tại giới. Này Xá Lợi Phất, những người với kiến chấp như thế ta không thọ nhận lấy một giọt nước uống dùng để nuôi dưỡng thân mình. Này Xá Lợi Phất, nếu người trừ bỏ các việc tham chấp bất thiện như thế thì ở trong giới pháp của ta xuất gia cầu đạo, không nhớ nghĩ đến Niết Bàn, không lấy Niết Bàn để làm mục đích để nhớ nghĩ, không ta nói Niết Bàn. Đối với pháp không rút ráo, không hề kinh hãi, không sợ sệt. Người này hãy còn đoạn trừ các pháp, cho nên siêng năng tu hành tinh tấn, huống chỉ là không tham chấp các việc bất thiện như thế. Đó là tham chấp về ngã, về chúng sinh, về người, về pháp. Người ấy vì đoạn trừ mọi sự tham chấp nên chỉ siêng năng tu tập pháp tam muội vô tướng. Đối với tam muội vô tướng cũng không nắm giữ tướng. Người ấy thông đạt tướng của tất cả các pháp đều là một tướng, đó là vô tướng. Này Xá Lợi Phất, tên gọi ấy ở trong giáo pháp của bậc thánh gọi là pháp nhãn nhu thuận. Đạt được pháp nhãn nhu thuận rồi mới gọi là đệ tử của Như Lai. Có thể nhận lấy sự cúng dường chẳng uổng với sự thọ nhận này. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, pháp tướng mà ta đã giảng nói là chân thật, không thể hội nhập, không thể thọ lấy, không thể xả bỏ, không thể tham chấp, không thể giảng nói, chấm dứt con đường ngôn ngữ, không vui, không mừng, đoạn trừ tâm tham vui, chẳng phải là các duyên tụ hợp xa lìa các nhân duyên, không có đường đi để đoạn trừ đường đi, đến không còn đường đi, dứt trừ các ngôn ngữ, luận bàn, âm thanh, không hình, không sắc, không lấy, không chấp giữ, không sử dụng, không thật, không hư, không tối, không sáng, không hoại, không tranh, không hợp, không tan, không chuyển động, không nhớ nghĩ, không có phân biệt, không thể hiện bày, không dơ, không sạch, không danh, không tướng, không có tâm phạt các pháp của tâm, không có tâm về sự giải thoát. Trong giáo pháp của ta không có nam, không có nữ, không có trời, rồng, dạ, xoa, cả đắc bà, cơ bền trề, tỳ xá già, không thường, không đoạn, không ngã, không có chúng sinh, không có nhân, không đến, không đi, không ra, không vào, không có giới luật, không có phạm giới, không sạch, không dơ, không có tan muội, không định căn, không có thiền căn, không thấy, không biết, không tham chấp, không tranh luận, không có đạo quả, không có trí tuệ, không có tuệ căn, không có sáng và tối, không giải thoát, không trói buộc, không quả, không có đắc quả, không có năng lực, không phải là không có năng lực, không có chỗ sợ, không phải là không có chỗ sợ, không có niệm, không có niệm căn, không ngồi, không đi, không có oai nghi, không đây, không kia, không nhớ tưởng, phân biệt, không có bồ đề, không có bồ đề phần, không có trí, không phải là không có trí, không có đất, nước, gió, lửa, không tội, không phước, không có pháp, không phải là phi pháp, không khổ, không vui, dứt hẳn các gốc rễ của ý luận, sẽ lìa tất cả kiến, khiến không còn các tướng. Này Xá Lợi Phất, nói tóm lại, giáo pháp của ta đã nêu bày để phá trừ tất cả các vọng niệm, tất cả các kiến chấp, tất cả các kết xử, các tăng thượng mạng, không nhớ nghĩ đến tất cả các nơi đã nhớ nghĩ, đoạn trừ tất cả các thứ ngôn ngữ. Ta ở trong phép này là không thường, không vô thường, không khổ, không vui, không dơ, không sạch, không thường, không đoạn, không ngã, không nhân, không chúng sinh, không tuổi thọ, không mạng sống, không sinh, không diệt. Vì sao? Này Xá Lợi Phất, Như Lai đối với giáo pháp này đều không có chỗ tụ đắc, có chỗ diệt, cho nên gọi là Niết Bàn. Cũng không thể có người đạt được Niết Bàn. Xá Lợi Phất, Đức Phật không nhớ nghĩ về Niết Bàn, cũng không lấy Niết Bàn làm sự nhớ nghĩ, cũng không tham chấp về Niết Bàn, cho nên phải biết đây là pháp đặc biệt hiếm có bậc nhất. Vì thế nên Đức Như Lai giả nói tất cả các pháp là không sinh, không diệt, vô tướng, vô phi, làm cho mọi người tin hiểu càng hiếm có hơn. Trích từ Kinh Phật Tạng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem câu đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. YouTube Kinh Phật Media, Facebook Hoàng Công Bằng.